Bạn trai đêm khuya từ bữa tiệc về nhà, ôm lấy Kiến Ngọc nói, ngày mai là sinh nhật anh ta, cho nên muốn ăn cá muối mà cô làm. Thế là Kiến Ngọc đặt bánh, mua cá về nấu, trang trí ngôi nhà, cô một mình bận bịu đến tận hơn 6 giờ. Tuy nhiên, anh ta lại biến mất, tin nhắn gửi đi cũng như rơi chìm xuống biển, nếu như không nhìn thấy trong vòng bạn bè, cô thậm chí còn không biết anh ta đã đến bữa tiệc của Tô Tuyết Hàn. Sớm đã có người thay cô chúc mừng mừng anh ta, nhìn thấy những bức ảnh thân mật của bọn họ, Kiến Ngọc di chuyển ngón tay một chút và nhấn thích, sau đó quay người đi về phòng. Kiều Viễn mãi đến 2 giờ sáng mới quay về, tiếng động quá lớn khiến Kiến Ngọc tỉnh dậy ngay lập tức. Không khí đầy mùi rượu, cô đứng dậy rót cho anh ta cốc nước. Anh ta ngồi xuống, đặt Kiến Ngọc ôm vào lòng. Nếu là trước đây, cô sẽ rất vui mừng và cẩn thận chạm vào đầu anh ta, nhưng hiện tại, cô không còn tâm trạng nữa. Tay cũng bất động, thức ăn dưới lầu là em nấu sao? Kiến Ngọc chỉ ừ một tiếng. Anh ta lạnh lùng nói, lần sau đừng lãng phí thời gian nữa, thật là khó ăn, có thật sự cơm khó ăn hay anh ta đã no sau khi ăn bên ngoài rồi? Kiến Ngọc không vì bản thân mà lên tiếng phản bác. Kiều Viễn nhận thấy sự im lặng của cô, liền kéo cô ra cửa, đặt hộp bánh vào tay cô. Anh mang bánh về cho em đây, là cửa hàng mà em thích nhất, đừng nói là để anh ăn một mình nhé. Kiến Ngọc nhìn chiếc bánh trong tay, mặt không biểu cảm. Trên thực tế, tiệm bánh này cô chưa từng ăn qua, nhưng là em gái Tô Tuyết Hàn đã nhiều lần giới thiệu. Chiếc bánh này có vị xoài. Kiến Ngọc bị dị ứng, cô mở chiếc bánh ra, ăn hai miếng, lúc này anh ta mới hài lòng nắm lấy tóc Kiến Ngọc. Ngon không? Tô Tuyết Hàn đặc biệt chọn nó cho em, cô ấy là người tốt, anh và cô ấy chỉ là bạn cùng lớp, lần sau đừng ghen nữa. Em vô duyên vô cớ như thế, suýt chút nữa làm anh sợ chết khiếp. Cô không nói gì cả. Kiều Viễn cũng không quan tâm đến phản ứng của cô, mỗi lần anh ta bỏ rơi Kiến Ngọc thì đều tặng quà cho cô, có đôi lúc thì là đồ ăn, đôi khi đó là quần áo và đồ trang sức, chỉ cần cô ăn, dùng và mặc thì chuyện đó cũng coi như qua. Hai người ở bên nhau 7 năm, trong 2 năm qua anh ta đã tặng rất nhiều, đặc biệt là bánh kem vị xoài. Mặt sau bàn tay của Kiến Ngọc bị ngứa, cô liên tục gãi, hình như trong ngăn kéo không có thuốc. Đúng lúc này, một mảnh quần áo rơi xuống mặt cô. Kiều Viễn bảo cô gói đồ ăn trước, rồi sắp xếp lại quần áo cho anh ta, bởi vì đặc thù nghề nghiệp của Kiều Viễn, cho nên trong nhà không có người giúp việc. Tất cả mọi thứ đều do Kiến Ngọc lo liệu, mà anh ta thích sạch sẽ, bữa ăn không bao giờ được để qua đêm, trong nhà không được thấy một hạt bụi, mỗi tuần đều dọn dẹp sạch sẽ. Kiến Ngọc dọn dẹp xong đồ ăn thì lấy đồ áo trên lưng ghế, một mảnh vải đen rơi ra khỏi túi quần Kiều Viễn. Cô có chút giật mình, từ phía sau tiếng bước chân vội vã vang lên. Anh ta chán ghét hỏi Kiến Ngọc, một cái tát giáng mạnh vào mơ u bàn tay cô, em lại đang lục lọi cái gì thế? Cô mở miệng muốn giải thích, cuối cùng lại chỉ nhìn chằm chằm vào vết tát trên tay mình, lúc nào đã đỏ ửng như vết mẩn. Kiều Viễn bực bội gãi tóc, cố ngụy biện, đây là từ trò chơi chút o đe tối qua, em đừng nhỏ mọn mà nghi ngờ điều này hay điều kia. Kiến Ngọc bình thản nói, em chỉ muốn hỏi cái này có giặt cùng được không? Anh ta không trả lời, nhìn vết phát đỏ trên tay Kiến Ngọc, sau đó anh ta mới đề nghị đưa cô đi gặp bác sĩ. Em có cần phải ngu ngốc như vậy không? Dị ứng với xoài thì cứ nói đi. Anh ta kéo mạnh tay cô, đau đến mức cô phải cau mày. Vừa đi ra đến cửa nhà, chuông điện thoại của Kiều Viễn không ngừng vang lên rung trời đất. Đây là bài hát tiếng Nhật dễ thương, khác hẳn với con người anh ta. Tô Tuyết Hàn từng công khai gọi cho anh ta. Kiều Viễn nhìn thấy người gọi thì liền nhanh chóng nhấc máy, không biết đối phương nói gì mà vẻ mặt anh ta trở nên vô cùng lo lắng. Kiến Ngọc, tình hình của Tô Tuyết Hàn bây giờ rất tồi tệ, có phóng viên ở tầng dưới, họ không thể đi ra, anh phải đưa đến đó một ít thuốc dạ dày, tầng dưới toàn là phóng viên, sao anh có thể chen vào được? Kiến Ngọc nhất thời không thể hiểu được, nhưng cũng không có gì, cô đã không quan tâm nữa. Bệnh viện cách đây không xa, em có thể tự mình đi được, anh bận thì cứ đi đi. Kiến Ngọc nhanh chóng trả lời. Kiều Viễn có chút giật mình, nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều, đạp ga lái xe đi. Kiến Ngọc nhìn bóng xe đang nhanh chóng biến mất, giữ chặt lấy chiếc áo khoác. Trên bầu trời cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi, hòa ầm cái xe lạnh của mùa thu, dầm mưa đến bệnh viện. Tay cô đặt trên quầy lễ tân, đã đỏ và sưng tấy rồi, nhưng tệ hơn là máu giữa hai chân cô bắt đầu rỉ xuống. Cô bị sảy thai rồi, đứa trẻ này đến không đúng lúc, hình ảnh thai nhi không ổn định, cô đã phải phẫu thuật nạo tử cung. Trong cả quá trình, cô tự mình xử lý mọi thủ tục nhập viện, y tá nhìn nhiều lần nhìn cô với ánh mắt thương hại. 3 ngày sau, Kiều Viễn xuất hiện tại bệnh viện với ánh mắt tràn đầy sát khí, mở miệng chất vấn, tại sao em không liên lạc với anh? Kiến Ngọc nhếch môi, anh bận công việc, tôi không muốn làm phiền anh. Kiều Viễn kéo ghế lại, tiện tay đưa một cái túi, Tô Tuyết Hàn đặc biệt yêu cầu anh mang nó đến cho em. Cô ấy nói muốn xin lỗi em, logo trên túi có kích thước lớn, cô nhận ra ngay đó là hàng tặng kèm, mà chiếc váy trang trọng đang nằm trong tay Tô Tuyết Hàn. Có lẽ bản thân Kiều Viễn đã quên rồi, món quà này là do chính tay cô chọn, anh ta từng nói mình thích nhãn hiệu nước hoa nữ này. Đêm nó được ra mắt lần đầu tiên ở Trung Quốc, tôi đã lọt vào top 100 và nhận được quà tặng, không ngờ nó lại đi vòng tròn, bây giờ nó lại quay về tay cô. Cô vô thức tránh đi, cháo trên tay Kiến Ngọc đổ ra khắp giường, nước trái cây bắn vào tay Kiều Viễn, chiếc túi trên tay anh ta cũng không tránh khỏi. Kiều Viễn không khỏi tức giận, có gì không hài lòng thì nói thẳng, lại còn muốn hơn thua với một cô bé, đúng là ghen tuông mù quáng. Có thể làm chuyện nghiêm túc được không? Nếu đọc thêm vài cuốn sách nữa thì sẽ tốt hơn. Kiều Viễn cho rằng cô vô học, không thể giúp được gì, đưa ra ngoặt cùng sẽ mất mặt. Nhưng hồi đó nhà họ Kiều đã phá sản, bố mẹ Kiều Viễn nợ nần chồng chất nên không thể chăm sóc anh ta được. Chính là cô làm 4 công việc một ngày, nhặt nhạnh từng đồng để anh ta học hành, việc không thể tiếp tục học tập luôn là một vết sẹo đối với Kiến Ngọc. Và Kiều Viễn luôn thích cố tình chọc vào chỗ đau của cô, còn nhân tiện dẫm mấy bước chân. Trước đây, cô đã từng như phát điên đào lại quá khứ, để mắng nhiếc anh ra không có lương tâm. Nhưng hiện tại, cô bình tĩnh nói, anh nói rất đúng. Kiều Viễn có chút hoang mang, cô nhấc chân lên và muốn ra khỏi giường, anh ta lại nhấn chân xuống. Em lại muốn đi đâu? Cô trả lời một cách khó hiểu, chân bị bẩn rồi, tìm y tá để thay nó.
Khi đi ra ngoài, cô nghe thấy ai đó đang trò chuyện ở hành lang. Luật sư ly hôn của em rất lợi hại, người đàn ông ngoại tình đã cuốn gói ra khỏi nhà rồi. Yên tâm đi, Kiến Ngọc có ý định đi gọi y tá thay chân. Khi quay lại, cô chặn người vừa nói chuyện lại. Bạn có thể cho tôi thông tin liên lạc của luật sư đó được không? Cô lấy số điện thoại vừa nhận được và bấm gọi. Tiêu Viễn tình cờ đi ra khỏi phòng bệnh. Em đang gọi cho ai đấy? Kiến Ngọc không trả lời, đi thẳng qua người anh ta. Tôi tiếp tục đi đến hành lang gọi điện. Kiều Viễn vẫn đứng tại chỗ. Cô không chịu được hỏi, Kiều Viễn, khi nào anh trở nên tọc mạch như vậy? Kiều Viễn cau mày, em nói như vậy là có ý gì? Không có ý gì hết, chỉ là cảm thấy anh thật thú vị. Anh ta dường như đang nín thở và nói, cuối tuần anh không bận, chúng ta về nhà ăn một bữa cơm, mẹ muốn uống canh em nấu. Kiến Ngọc không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nói, cuối tuần tôi có hẹn, đến lúc đó rồi xem đã. Trước đây, cô bởi vì yêu anh ta, luôn mong muốn nhận được sự đồng tình từ gia đình, cho nên thường tìm lý do để về nhà, nhưng Kiều Viễn chưa bao giờ muốn đưa cô đến đó. Cô đã nhắc rất nhiều lần, anh ta trực tiếp hỏi thẳng cô làm vậy có đáng khinh thường không? Dù biết bố mẹ anh ta không thích cô nhưng vẫn khăng khăng muốn bám lấy. Bây giờ nhớ lại, những gì anh ta nói là đúng, người ta không thích cô thì cô cũng không nên cố gắng làm hài lòng. Điều này không chỉ khiến người khác cảm thấy chán ghét, đến ngay cả cô cũng cảm thấy đáng khinh. Kiều Viễn nhìn cô thật sâu, xuất viện về nhà, cô phát hiện ở trong phòng ngủ có dấu vết của ai đó. Quần áo của cô cũng bị chạm vào. Kiều Viễn theo sát mà giải thích, Tô Tuyết Hàn bị đau bụng, trợ lý của cô ấy đi vắng vì chuyện gì đó. Cô ấy sợ ở một mình trong khách sạn, nên anh bảo cô ấy đến đây ở 2 ngày. Em yên tâm, bọn anh ngủ phòng riêng. Kiều Viễn còn chưa nói xong, cô chỉ vào phía bên kia của tủ quần áo. Bộ đồ ngủ này là kiểu cũ, anh có thể để cô ấy mặc hàng bên phải, những cái bên phải đều là mẫu mới, phong cách này khá hợp với cô ấy. Kiều Viễn khịt mũi thiếu kiên nhẫn sau khi nghe điều này. Em lại đang tức giận về điều gì? Đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông. Sau vài trao đổi đơn giản, cô nói với Kiều Viễn, tôi còn có việc, bữa tối sẽ không về. Kiều Viễn ngập ngừng nói, nhưng cô không quan tâm, cầm lấy túi và áo khoác rồi đi thẳng. Khi cô về nhà lần nữa thì đã 1 giờ sáng rồi. Kết hôn nhiều năm, trừ việc xếp hàng cả đêm để mua nước hoa hoặc quay phim với Kiều Viễn, Kiến Ngọc chưa bao giờ về nhà muộn như vậy vì vấn chuyện riêng. Kiều Viễn đang ngồi trên sofa, lúc này cô có chút bối rối, đi thẳng vào phòng. Kiều Viễn đột nhiên nắm lấy tay cô, cùng với mùi rượu nồng nặc hỏi, em rốt cuộc là đã gọi điện cho ai? Hơn chục cuộc gọi mỗi ngày, có phải là một người đàn ông? Kiến Ngọc thiếu kiên nhẫn hất tay anh ta ra, tại sao anh lại quan tâm nhiều như vậy? Tôi chẳng phải về nhà rồi sao? Tô Tuyết Hàn vừa mới về nước, chuyển đổi từ thần tượng thành diễn viên, quay phim cùng Kiều Viễn. Kiều Viễn ngay từ đầu đã không thích, đến sau này lại chủ động chỉ dạy, bọn họ càng ngày càng gọi điện nhiều hơn, thậm chí đến cả bữa tối cô phải đợi anh ta gọi xong mới quay lại. Mà thức ăn cô chuẩn bị cũng đã nguội rồi, không về nhà đã trở thành chuyện bình thường của anh ta. Kiến Ngọc đã từng hỏi anh ta, công việc có phải làm suốt đêm không? Gọi nhiều cuộc một ngày vẫn chưa đủ sao? Lúc đó anh ấy trả lời thế nào? Anh ta nói cô rảnh quá thì tìm việc mà làm, đừng có lúc nào cũng bắt lỗi anh ta. Cô không hiểu gì về công việc thì đừng quan tâm nhiều quá. Bây giờ cô trả lại câu này cho anh ta, cô lấy bộ đồ ngủ mới và đi thẳng vào phòng ngủ thứ hai. Kiều Viễn đuổi theo sau, em lại làm loạn cái gì đấy? Cô nhìn anh ta và nói, tôi cảm thấy hơi không khỏe, anh ngáy quá to, những ngày này tôi ngủ ở phòng khác. Nói xong cô tiện tay đóng cửa, dường như có tiếng đập vào tường bên ngoài, nhưng cô không quan tâm. Chớp mắt đã đến cuối tuần, Kiều Viễn đã gọi cho cô nhiều lần, nhưng cô đều không bắt máy. Cho đến khi mẹ anh ta gọi, cô chạy đi đâu rồi? Cả nhà đều đang đợi cô, cô là người duy nhất đến muộn, cô có biết phép lịch sự không? Cô đáp lại bằng một nụ cười, tôi vô lễ không phải là trong ngày một ngày hai, hôm nay không phải đến muộn, mà là tôi không đến. Sau khi cúp điện thoại, cô trực tiếp mua vé, bay đi các tỉnh khác để thư giãn. Khi quay về, cô đi theo lối đi của bên vận chuyển. Kiều Viễn đã đợi cô ở cầu thang từ sớm. Mấy ngày nay thư giãn như thế nào rồi? Cô đơn giản đáp lại, không tệ. Kiều Viễn và cô cùng nhau lên lầu. Cô đã không đến nơi này 2 năm rồi. 3 năm trước, Kiều Viễn vì về nhà với cô bị lan truyền thông tin kết hôn, cô không còn cách nào khác phải đứng lên làm rõ. Mối quan hệ giữa hai người chỉ là sếp và trợ lý thôi, không có bất kỳ sự liên quan nào khác. Để loại bỏ hoàn toàn những tin đồn này, người đại diện của Kiều Viễn đã nói chuyện với cô cả đêm. Cuối cùng cô đã chọn cách tự nguyện từ chức. Cheol Yun đã có cổ phần trong công ty, thân phận cũng bước lên tầm cao hơn, không chỉ là một diễn viên. Nhưng dù vậy, cô thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy anh ta. Hôm ấy cô tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy anh ta và Tô Tuyết Hàn thân mật bước vào thang máy. Thế là cô vội muốn lao về phía trước, nhưng đã bị quầy lễ tân chặn lại và dọa sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát. Kiều Viễn đã nhìn thấy tất cả điều này, nhưng lại chọn cách phớt lờ. Cho đến khi cửa thang máy đóng hẳn, cô như một kẻ điên, cố gắng hết sức để chứng minh rằng mình đã từng là nhân viên ở đây. Thành thật mà nói, cảnh tượng đó thật sự rất xấu hổ. Đến văn phòng của Kiều Viễn, Tô Tuyết Hàn mặc trang phục khiêu vũ đang nằm trên ghế sofa, dành cho cô một cái nhìn cảnh cáo. Kiều Viễn để làm dịu bầu không khí, bắt đầu giải thích cô ấy bị đau bụng khi tập luyện, cho nên mới đến văn phòng để nghỉ ngơi. Cô không nói gì, anh ta chạm vào tóc và nói rằng sẽ lấy cà phê. Cô ngồi trên ghế, nhìn thấy tấm ảnh gia đình trên bàn, bên trong có Kiều Viễn, cha mẹ anh ta và Tô Tuyết Hàn. Tô Tuyết Hàn bước đến chỗ cô, cầm lấy bức ảnh đó lên. Cô cảm thấy nó có đẹp không? Cái trước trông quá nhàm chán, tôi bảo Kiều Viễn chụp lại một bức ảnh mới, mọi người rất tốt thì phải đổi. Kiều Viễn bưng hai ly cà phê tới, nhìn thấy bức ảnh, ngày ấy em còn chưa tới, mẹ đã hẹn với nhiếp ảnh gia rồi, vì vậy nếu em không thích thì anh có thể đưa nó đi. Cô ngăn tay anh ta lại, rất đẹp, phong cách cũng rất hữu tình. Kiều Viễn có chút sửng sốt. Tô Tuyết Hàn mỉm cười quyến rũ, em nói rồi mà, chị Kiến Ngọc sẽ không nhỏ nhen như vậy đâu, vài ngày nữa là sinh nhật em. Cô đáp lại bằng một nụ cười, được rồi, tôi sẽ tặng cô một món quà đặc biệt. Sau khi nhận được giấy tờ, cô trực tiếp rời đi. Kiều Viễn đề nghị dẫn cô ra cửa, nhưng cô lại mỉm cười từ chối, không cần đâu, không tiện xuất hiện cùng nhau.
Ngày hôm sau, hình ảnh thân mật của Kiều Viễn và Tô Tuyết Hàn nhảy thẳng lên hot search, cư dân mạng đang phát điên. Tôi đã nói Kiều Viễn đối với Tô Tuyết Hàn khác hoàn toàn. Hóa ra họ thực sự ở bên nhau, ngọt ngào quá đi, ông vua điện ảnh và tiểu hoa đán. Tôi nghe nói họ sẽ hợp tác trong một chương trình tạp kỹ sắp tới. Thật là một bữa tiệc, mọi chuyện gây náo động lớn, cả ekip của Kiều Viễn và Tô Tuyết Hàn đều không lên tiếng trả lời. Rõ ràng là tận dụng cơ hội để cường điệu, thuận theo chiều gió, cả cộng đồng mạng giờ đây đều nghĩ họ là một cặp đôi thực sự. Kiến Ngọc sử dụng tài khoản trợ lý trước đây, đăng thêm video thứ hai của họ. Kết quả là Kiều Viễn gọi ngay cho cô, khiển trách cô trước mặt mọi người. Kiến Ngọc, em có thể ngừng nhỏ mọn như vậy được không? Đừng làm loạn nữa, anh chỉ làm việc với Tô Tuyết Hàn theo yêu cầu của công ty. Kiến Ngọc không trả lời, mà trực tiếp tắt máy. Bữa tiệc sinh nhật của Tô Tuyết Hàn được tổ chức theo đúng kế hoạch. Khi cô đến, bạn bè của Kiều Viễn đang thảo luận về các câu hỏi hot search. Tôi tư vấn cho anh ta, cô nghe thấy anh ta nói, sự quan tâm của cư dân mạng đến nhanh và đi cũng nhanh. Công ty hiện đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, không cần phải vội làm rõ, độ nóng sẽ tự nhiên giảm sau một thời gian. Ý của những lời này đã quá rõ ràng rồi. Cô đẩy cửa và bước vào, mỉm cười và lấy ra một tập tài liệu. Không cần làm rõ, tôi có một giải pháp tốt hơn. Cô nhìn thẳng vào Kiều Viễn, lạnh lùng nói, chúng ta ly hôn, rồi để Tô Tuyết Hàn cưới anh. Từ giờ trở đi, anh có thể quang minh chính đại rồi. Kiều Viễn vội vàng đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú chợt trở nên u ám,